ăn nhiều 4 mét. Nay nay mới làm thân cái mới đây, cây to không? Thương xương cá kinh khủng luôn. Cây 22 nha anh em. 22 luôn. Cái đố dựa ở xương nhà 22 luôn, vừa làm xong đấy. Hàng làm con này là làm để chiến rông nhá. Anh em. Hàng để chiến rông đấy. Và con này cũng chiến rông thì mẹ 6-7 nước, 7 trận thôi, còn ý đâu phải làm. Nó chiến rông khủng quá nên phải làm sửa lại cho nó. Nó sang xịn mịn. Khỏi rông đúng không? Sao bạn Trung? Đấy đâu? Áo rách rồi. Rách kia mùi rách. Anh mãi ở kéo này em ăn. Cái ông gà cái đuôi anh Hùng bị vá đấy anh thấy à? Vừa con diều của cái dây nó cạ đấy nè, cạ. Diều của Hưng nó cạ vào đấy. Rồi đang ráp thêm con này nữa nha. 4m2. Hai con. Này gió đẹp quá. Nhăn thì không có này hết gió. Hết gió hả? Ừ. Này gió đẹp quá mà. Qua đâu không thấy? Mấy này đi đám luôn. À. Qua gió tôi có lúc 3 giờ thì đẹp thôi, còn về sau. Giờ sao đâu có gió? Mất gió. Sao đâu lên được con nào đâu. Em nhà em coi dự báo hết rồi. Ơi đang ráp tiếp con diều 4m2. Hai con nha. Thôi, đang tiếp tục ráp nhá. Rồi, ống sáo xong xuôi rồi nhá. Rồi tiếp tục đang cột chữ E. Rồi đang ráp. Đây sáo này là sáo VIP nhất bại luôn, đem cho các bạn xem ống sáo này đó. Sáo này là không ai có trên đất nước Việt Nam mình, không ai có luôn này. Này, ông dự này. Này. Cầm chưa? Đấy, ông cầm đây. Ông nói đi. Độc nhất vô nhị. Ông ngồi xuống. Rồi. Rồi. Nói đi. Độc nhất vô nhị luôn. Độc nhất vô nhị. Đấy. Ông cụ này 70 mấy tuổi rồi nhá. 70
75 tuổi đó. Vẫn chưa yêu sao? Ông chơi sao? Chơi diều mà khỏe ra được 2-3 tuổi. Đấy, chơi diều khỏe. Nhìn ông tưởng 60, năm mấy 60 đó, 74 tuổi đấy, 75 tuổi đấy. Đấy, vùng ngay này. Đấy. Ngon. Âm chuông. Âm chuông. Còng còi. Nói đại. Đúng rồi, ông bấm gì coi nó kêu cái gì? Điều chỉnh. Nghệ nhân Hà Lâm Ninh. Tôi vừa rồi mua cái thằng Hà Lâm Ninh, nó bảo ôi trời, nói thật với chú à, mấy cái thằng ba sói và dê vứt nó nói phép. Cái thằng ba sói nó cũng quảng cáo nhiều trên mạng. Gió đẹp thải với anh ba cái giá rồng là thả không tính một giây chung thì chỉ lẽ tôi không mua tí là hạ chú một phần một phần đã gì nữa ông ý bảo là cái giây á thì chứ xong mới mua mua chứ không mua lấy gì thả anh đấy dở ngoài tôi không có gì không có dây kỳ lắm á. Ủ nghĩ mẹ dây nhiều có nhiều có kỳ lắm. Mua đi, đặt mua luôn đi. Đồng hết. Kêu đem vào giờ đem vào coi hả? Nó đi hỏi em là hôm nay thả cái gì? Nó bảo thả chuông luôn. Thả chuông cái gì đây một coi. Xong rồi nó cầm họ coi. Nó lại muốn anh em của đấy. Rồi hai ông cụ một ông 75 tuổi một ông 90 tuổi thì hai ông hai cụ nay đem con diều mấy mét ra đây. 1 mét rưỡi em cô. Cụ 75 mà giờ 4 mét rưỡi, một cụ 90 lộn nèo đó là 4 mét. Hôm nay 90 tuổi này, chung phết lại đang chơi nhiều đấy. Từ nay chơi một cái con 6 còng không có bò. Nhất Việt Nam luôn, không có con thứ hai. Hai hôm nữa tàu một con mặt sói. Hai hôm nữa tàu con mặt sáu mấy mét. Sói có 3 mét rưỡi thôi. À 3 mét rưỡi thôi hả? Đấy, màu lắm. Tháng này đâu ông mua bao nhiêu con rồi? 2 con. Tổng cộng nhà ông bao nhiêu con? 5 con hay 4 con à? Đấy. Mới chơi thăng mấy 4-5 con rồi. Chuẩn bị lên nghiện ngập cái nơi đó. Rồi chuẩn bị cho bay con này lên nha. Đang cho đẹp lắm. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đang gió cực đẹp luôn. Gió đẹp, trời đẹp rồi, trời nay toàn 7 thứ tê không thấy chưa? Rồi, tiếp tục đi ra đẩy con này nhá. Luôn có cái gì ở tỏa. Thì cho vừa ráp vừa nói gì đi để cho... Xin chào anh em nhá. Xin chào 5.000 anh em trên YouTube. Hôm nay buổi chiều đầy gió, anh em đang lắp diều và sáo để chơi. Chấm hết. Đầy bụi, nắng và gió. Đúng chưa? Con máy cho em một rồi, đúng như mình. Rồi, nó có cái cửa sẵn mà. Dạ, gió đẹp rồi nha.
Mấy này ốm sao giọng kỳ vậy? Cái này giọng y như gà. Giông nữa hả? Gió hướng này nè. Mà vẫn chưa tới chân đâu cứ thả. Giông nữa em kéo xuống. Giông thì kéo xuống luôn rồi. Nghỉ, mùa này giông nghỉ. Rồi, đang ráp đuôi con này này vô nha. Ráp đuôi để chuẩn bị cho bay em này nha. Rồi đang cột vô không có hòa còi đã rớt từng con một. nó có rớt ra các bạn biết cái sợi dây để có tác dụng gì không? Để nó có rớt ra thì nó còn khỏi bị mất đó. Chứ không phải nó không có tác dụng gì cả. Ý là nó có nó gậy cái cọc quá thì nó. Rồi đang cột dây vô nha, anh em đang kết hợp cột dây vô. Anh em kết hợp cột luôn. Rồi con này đang chuẩn bị cho lên lại này, nó hơi bị lật cháo rồi. Hơi bị lật cháo. Cột đây. Rồi đang ráp tiếp thêm con này nữa nha. Đó, đang ráp đó. Có mang con keo đi không? Dạ, quên mình rồi. Mình có con keo cho tí còn. Đó, nó chân này. Rồi, chuẩn bị cho lên con này nha. Lên đi chứ. Cái đuôi sao không biết đấy? Nó có đuôi cong to cong chiều. Rồi, chuẩn bị cho lên con này nha. Không hỏi anh nữa không đuôi. Nó đang cong 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 đuôi được xíu đó. Đi thôi. Công thế là hiếm quá. Đừng có cãi. Không được cãi thầy. Đừng có cãi thầy. Cãi thầy là tí là lên nó là hối hối hận ạ. Quan trọng lắm, mới dùng mấy công đoạn này quan trọng lắm. Đi luôn lại khóc nữa. Không, nó đâu có đi, nó đâu có đi luôn, nó cắm xuống. Giờ bật. Bật. Được rồi. Rồi.
mặt do chừng. Ờ, chuẩn bị hai anh em đang đáp nhá. Đúng rồi, đứng đây rồi, người đứng dưới kia đang có gió. Dây đừng để nó chạm đất, cẩn thận nước vào trong mưa. Đang chuẩn bị cho bay con này nha các bạn nhé. Rồi tuyệt vời, cú mèo luôn, đang bay ăn lên rồi. Rồi chuẩn bị cho lên 2m8 nha, đi ra chiến trường nha. Nó vướng dây em đứng đây thôi, đừng đi đấy. À thôi đứng đấy được em ạ. Nửa chân thôi. Lùi đi. Rồi cơn nó to thế nhá.
Lên nhá. Rồi đang đang lảo đảo đây. Đang lảo đảo đó các bạn ạ. Rồi xuống, chịu không nổi. Rồi bơm thêm dây đây. Bơm ra. Tiếp. Đây con này đây vừa lên là không lên được rồi. Gió rất đẹp mà sao lại gió hỗn hay sao mà nó lại chập chờn quá. Đây trên bầu trời ông ta đây đang có 3-4 con này, căng phết ạ. Căng lắm. Con mặn chiến trong nào chưa? Mấy trận hả? Chưa bị rớt bao giờ. À nó bị đứt rồi. Mà trong mấy trận sau này đâu xin nghe gì, cái trận đầu tiên mà anh bị bay bắt về về trận nó mới dở. Trận mới dở hả? Ta đủ nhiều mà nó vo lại tròn như tâm. Cộng dây mới chát mà đứt ngang. Nổ luôn. Bơm đi anh ơi. Mà nghe bảo mua 4 con nó thả rồi. Mà sao mà đất cát mà nó bảo nhiều mới 100%. Chưa lắm. Hàng mới bên Trung nhưng mà nó lại là hả? Hàng mới của mình, hàng cũ của người ta. Ờ à, đúng rồi. Gió cái đấy. Đất cát nó thả toàn cát rồi. Chắc một hai gió rồi. Sọc bao tia chỉ dơ đó. Quan rồi mới đóng à? 4 con. Hôm nay mới có lên có con nào, quan lên 4 con. Tấn nhỏ, tấn lớn. À, tấn lớn ạ. Ôi, có chừng con đông dự nó lên nó cắt ngang dây. Rồi, chuẩn bị lên tiếp. Anh 2 triệu. Đây. Rồi, đây. Đây. Đông Phú. Đỡ tấn. Đang chờ gió nha. Này bộ này nó đòi bẻ đi, nó trả 2 triệu mà chủ nhân không cho bẻ nữa. Bây giờ mũi quá mấy. Giờ cứ bẻ khách đền 2 triệu. Đấy. Sang thế chú Long rồi bẻ đền 2 triệu mà không cho bẻ. Đấy chứ. Cả cái khóa kìa, nó toát cái mồm đấy. Thì cố tình nó làm cho hỏng để đền 2 triệu thì... Cái gì? Ờ. Hả? Có trên con thua 6-5 triệu. Đấy đó. Chủ yếu. Thôi anh em đang ngồi chờ gió đấy nha. Mày vướng đây Long này, cột ngang ở đây. Rồi anh em đang chờ gió đây. Thôi mình ngưng like nha, các bạn thấy hay cho mình một like, một chia sẻ, các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.